Kính thưa quý vị, ngày hội đánh nhau bằng gối được tổ chức trên toàn thế giới. Trong ngày hội đánh nhau bằng gối quốc tế lần thứ bảy, hàng trăm người gồm cư dân địa phương và du khách ngoại quốc tụ tập với chiếc gối trên tay để chơi trò chơi đánh nhau. Ngày 2 tháng 4 năm nay là lần thứ bảy các thành phố trên toàn thế giới tổ chức ngày hội International Pillow Fight. Ở Hồng Kông, hàng trăm người nhiệt tình lăn xả vào nhau trong bộ đồ ngủ và vũ khí gối. Họ vừa đánh nhau vừa cười đùa với khuôn mặt biểu lộ rằng chưa bao giờ họ thỏa sức vui chơi đến như vậy. Có người tuân thủ truyền thống là mặc pyjama, cũng có người hóa trang thành nhân vật truyện tranh hoặc phim hoạt họa là con rồng, con tôm hoặc người dơi, người nhện. Tom Grundy là người tổ chức ngày hội đánh nhau bằng gối ở Hồng Kông vào năm ngoái cho biết, ông đứng ra đảm nhận việc này vì muốn mọi người vui vẻ với nhau. Ông hy vọng sau những giờ phút thư giãn, mọi người giảm bớt căng thẳng cũng như áp lực trong cuộc sống. Một chú khách giả làm người dơi cho biết, tên ông là Bruce Wang, kể chuyện người dơi mà không có vũ khí và sau vài phút đánh nhau, chiếc gối của ông đã bị ai giật mất. Ở Đài Bắc, cuộc chiến gối giữa hàng trăm người diễn ra ở quảng trường tự do vào chiều thứ Bảy. Sai Sang Giao 30 tuổi cho biết cô tham gia cuộc chiến vì muốn quay trở về thời thơ ấu một sau một tuần lễ làm việc bận rộn.